Mến chào quý khách, hôm nay thì Vườn Mai Như Huỳnh sẽ giới thiệu dòng mai Cúc Thọ Hương, Đại Lộc và Giảo Hữu Đức chơi Tết 3 mùa. Rồi, dòng này bây giờ hiện tại là họ Hương nó đã liền cốt 100% luôn. Tàn nhánh tùm, ở kính tàn như thế này luôn. Thân trụ giữa mập mạp, nó cỡ như là ngón giữa của Huỳnh ha. Đó, liền cốt, đế thì đế cũ nở đế quái. Và đối với dòng Thọ Hương này là hoa cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Chiều cao trung bình tầm từ 40-45cm, 380 cành là một cặp, em Huỳnh bao phí vận chuyển. Nếu quý khách lấy 10 cây, em Huỳnh sẽ tặng quý khách một cây. Và rồi nếu như mà cả nhà chỉ có nhu cầu là một cây thôi là 230 cành là em Huỳnh bao phí vận chuyển một cây luôn ha. Khi ship thì em ship bỏ chậu bó bầu nha cả nhà, bởi vì là hàng thường chậu nên là em Huỳnh sẽ bỏ chậu ha. Rồi, loại thứ hai đó là dòng mai Đại Lộc luôn. Thì lô này á, là cứng 3 mùa rưỡi cả nhà ơi. Vì đối với cái lô này á, cái củ đế nó rất là, nó nở nó quái nè. Và nó to cỡ như ngón cái của mình nha. Thân giữa, cái thân giữa, thân trụ của nó rất là mập. Chi cành đều kính tàn. Và nó có nụ kim nữa cả nhà. Rồi, cây như thế này mình chơi Tết xum xuê luôn. Đây là một trong những cái dòng mai bông to nha. Đó, cái nhà thấy củ đế nè, rất là đẹp luôn, đang nằm trong chậu 20 ha. Chiều cao trung bình là 40-45cm. Rồi, 480 cành một cặp, em Huỳnh bao phí vận chuyển. Nếu quý khách lấy 10 cây, em Huỳnh sẽ tặng cả nhà mình một cây. Còn nếu một cây sẽ là 288, em Huỳnh bao phí vận chuyển. Rồi, cái lô này là nó rất là kín và nó rất là già mùa luôn nha cả nhà ơi. Nó cứng 3 mùa rưỡi luôn á. Và đối với Đại Lộc như vậy là cực kỳ là già mùa luôn. Rồi tiếp theo em Huỳnh giới thiệu với quý khách đây chính là dòng mai Giảo Hữu Đức 3 mùa ha. Dòng mai này á là 8-12 cánh. Rồi 350 cành một cặp, em Huỳnh bao phí vận chuyển. Quý khách lấy 10 cây em Huỳnh tặng một cây luôn. Và rồi em giới thiệu quý khách lô mai Giảo tự xoắn hơn 2 mùa luôn. Thì dòng này bây giờ cao trung bình tầm từ 50cm nè. Huỳnh thấy nó ra mấy cái chèo á, rất là xum xuê luôn ha. Lấy bo được, chơi Tết được luôn. Em thấy nó cũng có một số nụ kim á. Rồi một cặp là 350 cành là em Huỳnh bao phí vận chuyển. 10 cây em cũng tặng một ha cả nhà. Cành nhánh xum xuê cúng cáp đang nằm trong chậu 20. Và với loại này thì mình có thể là sưu tầm trồng rất dễ dàng ạ.